Thi hài của anh Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, một trong hai người Việt Nam bị sát hại ở Las Vegas mới đây, vừa được nhà hoàng thiên môn Stanton lo thủ tục đưa về quê nhà an táng. Tại buổi lễ cầu siêu được tổ chức tại nhà hoàng vào hôm ngày thứ Ba, chủ nhân nhà hoàng là anh Nguyễn Đức Tuấn cho Nhật báo Người Việt hay rằng nhà hoàng sẽ đưa thi hài của anh Khương về nước. Vì anh Khương không có thân nhân ở đây và khi người nhà anh xin visa vào Mỹ lại không đậu phỏng vấn, nên gia đình giao cho nhà hoàng thiên môn lo liệu. Buổi lễ cầu siêu chỉ có hơn một chục Phật tử tham dự cùng với Đại Đức Thích Đạo Nghiệp, chủ trì chùa Viên Thành ở thành phố Garden Grove. Anh Khương và bà Sang bị đâm chết vào hôm ngày thứ Sáu, 1 tháng 6. Vài ngày sau, cảnh sát bắt được nghi can Julius Trotter, 31 tuổi, sau một cuộc rượt đuổi bằng xe ở Chino, California. Cảnh sát viên Ray Spencer của Sở Cảnh sát Las Vegas nói rằng vụ tấn công có lẽ xảy ra vào lúc có người nghe tiếng cãi nhau trong căn phòng mà bà Sang và anh Khương ở trên tầng 21. Màn hình video an ninh cho thấy một người đàn ông đi thang máy lên lầu lúc 4 giờ sáng. Khoảng 40 phút sau, ông đàn ông này đi xuống, trên người có đeo ba lô của anh Khương. Con gái của bà Sang là cô Châu Nghĩa nói với nhật báo Las Vegas Review Journal rằng anh Khương là nhân viên của mẹ cô và hai người thân nhau như chị em, chứ không phải là bồ bịch như một số cơ quan truyền thông đưa tin. Cảnh sát nói bà Sang và anh Khương đưa một nhóm du khách từ Việt Nam sang Hoa Kỳ và từ Los Angeles đến Las Vegas vào hôm 31 tháng 5. Cảnh sát được gọi đến ngày hôm sau khi một nhân viên khách sạn kiểm tra phòng theo yêu cầu của khách du lịch đi trong chuyến đi của bà Sang vì không thấy bà có mặt để đưa đoàn đi tham quan Grand Canyon ở Arizona.